Xin chào các bạn, mình lại quay trở lại với các bạn đây và lại tiếp tục về chuỗi chốt sale dựa trên từ huyệt cảm xúc. Và từ huyệt cảm xúc tiếp theo là gì? Từ huyệt cảm xúc tiếp theo là gì? Đó là từ huyệt cảm xúc tiền. Đấy, các bạn nghe thấy đã thấy hứng thú chưa? Đấy, từ huyệt cảm xúc tiền. Những người mà có từ huyệt cảm xúc tiền là những người như thế nào ạ? Là những người là yêu thích tiền này. Muốn tiết kiệm tiền này, muốn bỏ ra số tiền ít mà lại kiếm được mà lại đem lại được cái lợi ích cho họ. Đấy, những cái người mà luôn nghĩ đến tiền, luôn nghĩ làm sao mà chỉ phải bỏ ra số tiền ít mà lại có được lợi ích, hoặc là những người mà muốn tiết kiệm tiền nhất có thể. Đấy là những người mà có từ huyệt cảm xúc tiền. Thì đối với những cái người như thế này thì chúng ta nên làm như thế nào ạ? Chúng ta nên cho họ thấy rằng họ sẽ phải mất nhiều tiền như thế nào nếu như họ không sử dụng sản phẩm bên mình. Đấy, và đồng thời chúng ta phải đưa ra cái sản phẩm của chúng ta và chúng ta chia nhỏ cái giá trị của cái sản phẩm chúng ta để cho họ thấy rằng họ sẽ phải bỏ ít tiền hơn nếu như họ sử dụng cái sản phẩm của chúng ta. Ví dụ như cái sản phẩm diệp lục collagen chẳng hạn, thì mình cần phải cho họ thấy rằng là ví dụ như là nếu như mà mặt chị đang bị mụn như thế này, ví dụ khách hàng đang bị mụn nhá, nếu như mà chị không sử dụng cái sản phẩm bên em, để mà chị cứ để cái tình trạng mụn như thế này, mụn sẽ kéo dài, đấy, mụn sẽ kéo dài và sẽ khiến cho da mặt chị là bị thâm rất là nhiều và sẽ khó có thể cải thiện được nếu như mà chị cứ để lâu như thế mà phải đi ra các spa để chăm sóc hay là phải cần điều trị ấy, thì sẽ tốn rất là nhiều tiền. Đấy, sẽ tốn rất là nhiều tiền. Nhưng nếu chị sử dụng cái sản phẩm diệp lục collagen bên em thôi thì chỉ sau 1 tháng là cái nội tiết của chị được cải thiện và cái lượng dầu tiết ra nó cái lượng dầu nó sẽ được kiềm chế hơn, nó sẽ bớt tiết ra hơn và chị chỉ cần việc là làm sạch bề mặt da để cho đỡ bít tắc lỗ chân lông thì mụn sẽ được cải thiện. Đấy, mụn sẽ được cải thiện và chỉ sau 2 tháng là cái tình trạng mụn của chị sẽ được cải thiện rõ rệt và sẽ không mọc mụn nữa. Đấy, thì đến lúc đấy thì cái vết thâm nó cũng đỡ ít mụn thì nó đỡ xuất hiện nhiều thâm hơn và da chị sẽ trở lên đẹp mịn màng hơn. Và chị thử hình dung xem với một hộp diệp lục collagen chỉ có 380.000, tính ra thì chỉ có 13.000 một ngày, chưa bằng một bát phở, thì tại sao chị lại không thử sử dụng cái sản phẩm diệp lục collagen? Đấy, tại sao chị lại không sử dụng sản phẩm diệp lục collagen? Đấy, chúng ta phải cho khách hàng thấy rằng là họ sẽ phải tốn thật nhiều tiền để đi các spa để chăm sóc da nếu như họ không sử dụng sản phẩm diệp lục collagen bên mình, mà họ cứ đi sử dụng các sản phẩm khác mà vẫn không đem lại hiệu quả, mà tình trạng mụn nó lại càng tồi tệ hơn. Đấy, họ cần phải sử dụng cái sản phẩm diệp lục collagen ngay để cải thiện cái vấn đề nội tiết của họ, để cho cái lượng dầu tiết ra được ít hơn và sẽ cải thiện cái vấn đề mụn. Đấy, chỉ mất 13.000 mỗi ngày, thật là đơn giản đúng không ạ? Đấy, thì đây là đối với những cái khách hàng mà có từ huyệt tiền thì chúng ta nên tư vấn cho họ như vậy. Đấy, thì trên đây là cái chia sẻ của mình về từ huyệt cảm xúc thứ hai. Hy vọng rằng cái chia sẻ của mình thật là hữu ích và hẹn gặp lại các bạn vào cái chia sẻ về từ huyệt cảm xúc tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.